không phải vì nghe là muốn quá là cái gì mà không vận động. Đội giấy mòn đầu vậy thì đứt mùa. Chưa chưa mình đang pha chị chưa thấy em. Ừ, biết. Không à, biết. Đây vô rồi. Không biết là ông muốn chia sẻ like cho mình chưa ạ? Đã vào like để kiếm video. Xanh em đang mang luôn. Xanh nó sao để đi để có màu mão mấy. Làm nữa mình nhà lấy chút còn còn màu mua nữa không? Thoát này. Thoát nó mới còn thì lái gì em đây. Đó, nó để trộn này. Khóc này nè, nó khóc mới rồi đó, đi nè nè. Chứ không có hồn nào mà xếp nhỏ. Chạy nó đi. Hello mấy chị yêu, vào em sale đầm giá sóc nha mấy chị nha. Đó em sale đầm giá sóc này, cái đầm này em đang mặc trên người nha. Đầm này có giá là 250k, hôm nay em sale với giá là 169k nè. Đó, 250k sale còn 169k nha. 250k sale còn 169k nè. Yêu nào lấy đầm này chốt cho em là đầm sọc nha mấy chị nha. Đầm sọc cộng số điện thoại cho em nè, đầm sọc cộng số điện thoại cho em nha. Rất là dễ thương luôn nha mấy chị nha. Đầm sọc nè. Đầm sọc nha mấy chị nha. Đầm len dệt kim nha mấy chị nha. Đầm len dệt kim chắc len siêu đẹp luôn nè. Đầm len dệt kim nha, chắc len siêu đẹp luôn. Mẫu này có giá là 250, em đang sale với giá 169k. 250 em đang sale với giá 169k em chị nha. Ai chốt mã này thì comment cho em đầm sọc kèm số điện thoại cho em nè. Đầm sọc là 250 sale còn 169k nha mấy chị ha. Đầm sọc là 250 sale còn 169k, rất là dễ thương luôn nha mấy chị nha. Rất là dễ thương luôn. Ai lấy mã này comment cho em đầm sọc kèm số điện thoại giúp em nè. Đó, đầm sọc kèm số điện thoại giúp em, màu em đang mặc là màu đà nha, rất là đẹp luôn ạ. Đó, đầm len dệt kim nha mấy chị ha. Đầm len dệt kim nha. Đó, chất vải bao tốt luôn nha mấy chị nha. Đó, giặt máy giặt vô tư vẫn không bị xịt nha mấy chị nha. Đó, 250 hôm nay em đem ra em sale với giá 169k, còn vài cái em sale giá 169k luôn. Đó, ai lấy mã này thì chốt ngay cho em đầm sọc kèm số điện thoại giúp em nè. Đầm sọc kèm số điện thoại giúp em nha. 250 sale chỉ còn 169k thôi. Quá rẻ, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Chị yêu mua, chị yêu nào mà mua cái đầm len dệt kim này bên em về che chất vải xấu, em sẽ hoàn tiền luôn nha mấy chị nha. Đó, đầm sọc nha, đầm sọc 250 chia sẻ còn 169k.
Đó, ai thích mã này comment giúp em đầm sọc nha. Đầm sọc kèm số điện thoại giúp em nè, 250. Sale còn 169k. Chị yêu nào lấy mã này comment giúp em đầm sọc kèm số điện thoại cho em nè, rất là dễ thương luôn. Đầm sọc kèm số điện thoại cho em nè. Đầm sọc kèm số điện thoại cho em nè. Cầm lại. Mã gì đầm? Mã này hả? Rồi em qua mẫu áo khoác mấy chị ơi, hôm nay chủ yếu là em sale đầm với em sale áo khoác giá mềm cho mấy chị yêu luôn nha. Rồi em qua áo khoác mấy chị ơi. Mặc màu này đi. Đúng rồi. Đúng không? Hay là em mặc cái kia? Thì em nói đi. Em nói đi. Thôi. Thế là hợp mặc thôi, giống hợp với cái đồ mình đang mặc ha. Rồi nha mấy chị nha, em qua sale áo khoác nè mấy chị ơi, em qua cái áo khoác nè, áo khoác gió bên em nha. Áo khoác gió nha mọi nha, áo khoác gió nè. Áo khoác gió em đang mặc nha, áo khoác gió em đang mặc có giá là 220, hôm nay em sale với giá 159k nè. Áo khoác gió cho mọi người nha, áo khoác gió nè, 200k sale với giá 159k nè, có hai màu, màu trắng và màu đà nè mấy chị nha, màu đà phải không? Màu đà gì? Đó, áo khoác gió nè, 200k sale với giá 159k nha. Đó, màu đầm. Màu đầm mà. Đó, có cái viền trên tay rất là đẹp luôn nha, có cái viền trên tay rất là đẹp luôn, như màu cam hả? Đó, có cái viền trên tay rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Đó, áo khoác gió này có giá là 200k, hôm nay em sale với giá 159k này. Đó, ai chốt áo khoác thì comment cho em. À, áo khoác nha, áo khoác 159k kèm số điện thoại cho em có hai màu, màu trắng và màu đồng nha mấy chị nha, màu trắng và màu đồng nha. Cái màu cam vậy? Không phải màu cam, màu đất á. Màu đất nha mấy chị nha. Màu cam đi, thấy giống màu cam. Màu đất nha mấy chị nha. Màu đất thì màu cam. À, màu đồng nha mấy chị nha. Đó, áo khoác này có giá là 200. Áo khoác này có giá là 220 nha. Em đang sale với giá 159k nè. Đó, chị yêu nào là áo khoác này thì comment cho em. Áo khoác 159k kèm màu cho em có hai màu, màu trắng và màu đồng nha mấy chị nha. Có hai màu trắng và màu đồng nha. Đó, 200k sale chỉ còn 159k thôi. Chị yêu nào lấy áo khoác này thì comment cho em. Áo khoác 159k màu trắng kèm số điện thoại cho em, hoặc là áo khoác 159k màu đồng kèm số điện thoại cho em nha. Đó, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn nha mọi người nha. Tay có cái viền chỗ tay rất là đẹp luôn, rất là phong cách luôn. Đó, có nón nữa nha mấy chị nha, có nón nữa nha. Áo khoác gió hai lớp nha mấy chị nha. Áo khoác gió hai lớp màu em đang mặc là màu trắng nè, màu kia là màu đồng nha mấy chị nha. Áo này có giá là 220, em đang sale với giá 159k nè. Em sale đồng giá 159k luôn. Ai lấy màu trắng thì comment cho em 159k. Áo khoác 159k màu trắng kèm số điện thoại cho em nè. Đó, ai lấy màu đồng thì comment là áo khoác 159k màu đồng kèm số điện thoại cho em nha. Áo khoác 159k màu đồng kèm số điện thoại cho em này, mẫu nào cũng xinh hết nha mấy chị nha. Có mẫu nào cũng dễ thương hết nha. Đó, áo khoác nha mấy chị nha, áo khoác màu trắng nha. Áo trắng, áo khoác màu trắng 159k kèm số điện thoại cho em nè. Áo khoác màu đồng 159k kèm số điện thoại cho em nha. 220 hôm nay em đem ra sale với giá 159k này, quá rẻ luôn mấy chị nha. Có hai lớp nè, một lớp vải bên trong và một lớp gió bên ngoài nha mấy chị nha. Đó, chất gió siêu mềm mịn luôn, không có bị đơ, không có bị cứng, không có bị thô ráp nha mấy chị nha. Đó, 220 sale còn 159k, có hai màu, màu trắng và màu đồng. Ai lấy màu nào thì comment cho em. Áo khoác 159k kèm màu kèm số điện thoại cho em. Áo khoác 159k kèm màu kèm số điện thoại cho em, có hai màu trắng và màu đồng nha mấy chị nha. Áo khoác 159k kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. Đó, cái viền tay siêu đẹp luôn. Cái viền ở tay siêu đẹp luôn nha mấy chị nha. Áo khoác 159k kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. Áo khoác 159k kèm màu kèm số điện thoại cho em, siêu đẹp, siêu dễ thương luôn nha mọi người nha. Đó, màu này là màu trắng này, màu này là màu đồng nha mấy chị nha. 220 em đang sale với giá là 159k nè. Chị yêu nào chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng giúp em nha. 200k, 220 hôm nay em sale với giá 159k nha.
Ở chị yêu nào chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng cho em, rất chi là đẹp luôn, rất chi là đẹp luôn. Cái đầm len em đang mặc trên người nè có giá 250 nè, em đang sale với giá là 169k nha. Hôm nay áo khoác đầm len gì em cũng sale với giá mềm nhất cho mấy chị yêu luôn nha, 250 đang sale với giá 169k nè. Đó, đầm len dệt kim nha. Ai lấy cái đầm len này comment cho em đầm len kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đầm len dệt kim kèm số điện thoại cho em nha. 250 sale chỉ còn 169k thôi nha. 250 sale chỉ còn 169k nha. Đầm len dệt kim nha mấy chị nha, đầm len dệt kim nha. Đầm len dệt kim 250 sale còn 169k. 250 sale còn 169k nha một nha. 250 đó mấy chị thấy cái đầm len trễ vai dễ thương chưa? Ở thích thì trễ vai. Thích thì trễ vai, không thích thì để cái vai len cũng rất là lịch sự, rất là dễ thương luôn nha mấy chị nha. Đó. Mẫu này thì dáng góc rất là đẹp luôn. Này là 250 em đang sale với giá là 169k nha mấy chị nha. 169k nè. Ai lấy mẫu này thì comment cho em đầm len kèm số điện thoại giúp em nha. Đầm len kèm số điện thoại giúp em để em chốt hàng cho mấy chị yêu nè. Đầm len kèm số điện thoại giúp em nè. Đầm len kèm số điện thoại giúp em để em chốt hàng cho mấy chị yêu nha, rất là đẹp luôn á. Đầm len kèm số điện thoại cho em để em chốt hàng cho mấy chị yêu nha, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Đó, màu em tham thử là màu trắng nè, màu này là màu đồng. Em xin lỗi nha, là áo khoác. Áo khoác gió nha, áo khoác gió 220 đang sale với giá là 159k nè. Có hai màu, màu trắng và màu đồng nha, có hai màu, màu trắng và màu đồng nè. 220 sale với giá 159k nha, rất là đẹp luôn. Có viền tay nha mấy chị nha, có mũ nha. Đó, chất gió siêu mềm mịn luôn nha, chất gió siêu mềm mịn luôn. Đó, ai lấy mã này thì không ai lấy mẫu này thì comment cho em khoác gió 159k kèm số điện thoại giúp em ha. Khoác gió 159k kèm số điện thoại cho em nè. Khoác gió 159k kèm số điện thoại giúp em nha. Khoác gió 159k kèm số điện thoại cho em nè. Khoác gió 159k kèm số điện thoại cho em nè. Hai màu nha mấy chị nha. Hai màu. Màu em đang thử là màu màu trắng, màu này là màu đồng nha. 200k sale chỉ còn 159k thôi. Chị yêu nào lấy khoác gió thì comment cho em khoác gió kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Khoác gió kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Khoác gió kèm màu kèm số điện thoại cho em, rất là dễ thương luôn nha. Khoác gió kèm màu kèm số điện thoại cho em nè, rất kia là xinh luôn. Màu em đang mặc là màu trắng, màu này là màu đồng nha mấy chị nha. Đó, ai thích thì khác khoác gió kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Rất chi là xinh luôn mấy chị yêu ơi. Khoác gió này 250 sale còn 159k nha mấy chị nha. Ai lấy khoác gió thì comment cho em khoác gió kèm màu kèm số điện thoại giúp em nè. Khoác gió kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. 250 sale còn 159k nha, rất là đẹp luôn. 250 sale còn 159k. Ai lấy khoác gió thì không mà mình giúp em khoác gió kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. Khoác gió kèm màu kèm số điện thoại giúp em nè, rất là dễ thương luôn. Khoác gió kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. Khoác gió kèm màu kèm số điện thoại giúp em nè. Đó, màu này là màu trắng, màu kia là màu đồng nha. 220 sale còn 159k nha. 220 đang sale cho mấy chị yêu với giá 159k nè. Đó, ai lấy khoác gió thì comment cho em khoác gió kèm màu kèm số điện thoại giúp em nè. Khoác gió kèm màu kèm số điện thoại cho em nè. 220 sale chỉ còn 159k thôi. Ai lấy khoác gió thì comment cho em khoác gió kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Đầm len nha. Hôm nay mẫu gì em cũng sale với giá mềm nhất hết cho mấy chị yêu luôn. Đó, cái này là khoác gió 159k mấy chị nha. Cái em vừa thử là cái khoác gió 159k nè. Rồi em để qua cái mẫu khoác gió này nữa nha. Cái mẫu khoác gió này em cũng sale nè.
khoác gió này nha, mỗi này cũng là khoác gió, cái đó là khoác gió 2 lớp, còn cái này là khoác gió 3 lớp nha mấy chị nha. Cái này là khoác gió 3 lớp nè. Cái này là khoác gió 3 lớp nha. Cái này là khoác gió 3 lớp nha, mẫu này có giá là 200k, em đang sale với giá là 129k nè. Em có hai màu, màu xanh và màu tím nha. Em có hai màu, màu xanh và màu tím nha. Cái màu xanh em đang mặc này. Cái này là 200k, đang sale với giá là 129k nha mấy chị nha. 200k đang sale với giá là 129k. Có hai màu, màu xanh và màu tím, màu xanh như em đang mặc này. Đó, em có hai màu, màu xanh và màu tím, màu xanh như em đang mặc nha, và màu tím nha. Cái này có giá là 200k, em đang sale cho mấy chị yêu với giá là 129k nha mấy chị nha. Đó, khoác gió 3 lớp nha, khoác gió 3 lớp nha. Chất gió rất là mềm mịn luôn, không có bị thô, bị cứng nha mấy chị nha. Mẫu này có giá là 200k, 3 lớp luôn nha, 200k em đang sale với giá là 129k nè. Có hai màu, màu xanh và màu tím nha, có đủ size đủ số hết nha mấy chị nha, nhỏ mặc size nhỏ, lớn mặc size lớn giúp em nha. Đó, em có hai màu xanh và màu tím nè, khoác gió 129k nha mấy chị nha. 200k sale chỉ còn 129k thôi. Đó, ai thích khoác gió thì comment cho em khoác gió hay 129k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Khoác gió 129k kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Màu em đang mặc là màu xanh, màu này là màu tím nha. 3 lớp luôn nha mấy chị nha, một lớp vải bên trong, một lớp vải bên trong và một lớp nỉ chính giữa và một lớp gió ở ngoài nữa nha mấy chị nha. 3 lớp cực kỳ ấm luôn, có đủ size đủ số luôn nha mấy chị nha. Hàng em có đủ size đủ số luôn, to mặc size to, nhỏ mặc size nhỏ nha mấy chị nha. Đó, khoác gió 3 lớp này giá là 200k nè. Em đang sale với giá là 129k nha mấy chị nha. Em đang sale với giá 129k nè. Đó, ai lấy khoác này thì comment em khoác gió 29k kèm màu, kèm số khoác gió 129k kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Màu này là màu xanh, màu này là màu tím nha, em có hai màu nha. 200 khoác gió 3 lớp cực kỳ ấm luôn mấy chị xem nè. Một lớp vải bên trong, một lớp nỉ ở chính giữa, một lớp gió bên ngoài nữa nha. Mẫu này có giá là 200k, em đang sale với giá là 129k nha. Hai màu, màu xanh và màu tím nè. Đó, ai lấy mẫu này thì comment cho em khoác gió 129k kèm số điện thoại cho em. Đó, khoác gió 129k kèm số điện thoại cho em nè. Khoác gió 129k kèm số điện thoại cho em nha. Có áo khoác len nha em ơi, một lát nữa qua mẫu áo khoác len nha. Khoác gió 129k kèm số điện thoại cho em nè. Khoác gió 3 lớp nha mấy chị nha, có giá là 129. Khoác gió này 3 lớp luôn, có giá là 200.000 nha mấy chị nha. Nguyễn Hồng Anh chốt hàng comment số điện thoại luôn nha chị nha. Mấy chị chốt hàng lại comment cho em cái số điện thoại luôn. Có số điện thoại thì bên em mới tư vấn size số và em mới chốt đơn cho mấy chị yêu được nha. Không có số điện thoại thì không tư vấn và không chốt đơn được nha mấy chị yêu nha. Đó, một lát thì em mới lên áo khoác len, mấy chị chờ em một xíu ha. Rồi, khoác gió 3 lớp nè. Lớp vải bên trong, lớp nỉ ở những ngần giữa và lớp gió bên ngoài. Chất gió rất là mềm mịn luôn, sờ rất là mềm tay luôn. Yêu nào mua cái áo khoác gió này bên em về mặt không ấm mà chất vải không đẹp thì hoàn tiền cho mấy chị luôn. Khoác này bên em bán với giá 200.000 nè. 200.000 nè, hôm nay còn vài cái thôi, lẻ màu nữa. Chỉ còn lại hai màu thôi, mấy hồi thì nó có rất nhiều màu, màu xám này, màu đen này, màu đỏ này, màu tím này, đủ màu hết luôn. Đó, nhưng mà hôm nay chỉ còn hai màu thôi. Đó, hai màu nè, là màu xanh và màu tím nè. Đó, 200k hôm nay em đem sale, em sale đồng giá là 129k nha. Đó, ok Hồng Anh nha mấy chị ơi, mấy chị không chốt tiếc lắm luôn, khoác gió 3 lớp luôn. Lớp vải bên trong, lớp nỉ chính giữa và lớp na gió bên ngoài, lớp gió rất là mềm mịn luôn. Giá là 200.000, giá là 200.000, hôm nay em đem ra em sale với giá là 129.000 nha mấy chị nha. Đó, không có áo phao mấy chị ơi, cái này cũng gần áo phao rồi, nó dày cũng tương áo phao luôn á mấy chị xem nè.
một lớp vải ở trong, một lớp nỉ ở chính giữa và một lớp gió bên ngoài nha mấy chị nha, mặc cực kỳ ấm luôn đó. Size to thì mình mặc to thì mình mặc size to giúp em, nhỏ thì mình mặc size nhỏ cho em, đủ size đủ số hết nha đó. Trẻ trẻ thì mình mọn chọn màu xanh này cho em, hoặc là đứng đứng tuổi trung niên mình mặc màu tím rất là sang luôn nha mấy chị nha. Hôm nay chỉ còn hai màu thôi, mấy hồi em có rất là nhiều màu luôn, xanh đỏ tím vàng trắng nhiều màu lắm luôn á, mà em đang bán với giá là 200.000. Nhưng mà hôm nay chỉ còn hai màu thôi, màu xanh màu tím, thì em sale cho mấy chị yêu với giá là 129k. Mấy chị yêu không chốt tiếc lắm luôn nha mấy chị nha, ngày mai không còn hàng này nữa đâu nha mấy chị nha. Đó, 200k hôm nay em sale với giá 129k, giá rất là mềm luôn. Chị yêu nào mua áo khoác gió thì nghe em về mà không ấm chắc vải, không đẹp em hoàn tiền luôn nha. Đó, khoác gió nè, 200k đang sale với giá 129k. Chị yêu nào thích thì chốt ngay cho em nè. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Có mũ nữa nha, có mũ nữa nha mấy chị nha. Có mũ nó sẽ có mũ là mấy chị gài cao lên như thế này, nó sẽ rất là ấm luôn nha mấy chị nha, rất là ấm luôn á. Có mũ nha, khoác gió có mũ nha mấy chị nha. Đó, 200k hôm nay còn hai màu thôi, hôm nay em đem ra em sale với giá là 129k nè. Ai lấy mẫu này thì comment cho em áo khoác 129k kèm màu kèm số thoại cho em có màu xanh và màu tím nha. Áo khoác 129k kèm màu kèm số thoại cho em rất là dễ thương luôn. Áo khoác 129k kèm màu kèm số thoại cho em nha. 200k hôm nay em đem ra em sale với giá là 129k, quá rẻ luôn, quá rẻ luôn. Rồi cái đầm len body em đang mặc trên người mấy chị thấy xinh chưa? Đó, mấy chị biết cái đầm len này giá bao nhiêu không ạ? À? Hàng sốt nha, giá 250 nè, hàng sốt giá 250 nha. Len này là len dập kim, dày kim nha chị. Len dày kim nha mấy chị nha, bao cho mấy chị giặt không có bị giãn nha mấy chị nha, không có bị bung, không có bị giãn luôn, giặt máy giặt vô tư luôn. Đó, đầm len dày kim em đang mặc trên người có giá là 250 nha. Mấy chị vô mua sốt cùng 250 300.000 trở lên á. 250 em đang sale với giá là 169k nè, đầm len dệt kim nha. 250 em đang sale với giá là 169k nha. Đó, mấy chị thấy phong dáng dễ thương chưa? Đó, ai lấy mẫu này thì comment cho em đầm len kèm số thoại cho em nè, đầm len dệt kim nha. Đó, thích sang trọng thì để cái vai nó lên xíu. Đó, mấy chị thấy sang trọng lịch sự chưa? Sang trọng lịch sự chưa? Đó, thích trẻ vai cho dễ thương thì trẻ cái vai xuống cũng rất là dễ thương luôn. Đó, này đầm len này hàng sốt nha, 250 em đang sale với giá 169k nha. Yêu nào thích đầm len này thì chốt ngay cho em, đầm len kèm số thoại cho em nha. Đầm len dệt kim nha, đầm len dệt kim chắc vải siêu đẹp luôn, chắc vải xấu em hoàn tiền hết luôn nha mấy chị nha. Đó, 250 đang sale với giá là 129k nè, em đang sale với giá 129k nha. Chị yêu nào thích mã này thì em xin lỗi là 169k nha mấy chị nha. Đó, đầm len này là 250 em đang sale với giá 169k nè. Chị yêu nào thích đầm len này thì comment cho em đầm len nha, đầm len kèm số thoại cho em nè, đầm len dệt kim nha, đầm len kèm số thoại cho em nè. Đó, trẻ vai dễ thương chưa, đầm len kèm số thoại cho em nha, đầm len kèm số thoại cho em nha. Rồi em lên mẫu khoác len nè mấy chị ơi, em lên mẫu khoác len nè, em lên mẫu khoác len nha mấy chị nha. Qua mẫu khoác len, mẫu khoác len em cực kỳ đẹp luôn. Ai nói cái mẫu này xấu em hoàn tiền gấp đôi gấp ba em cũng dám hoàn luôn á. Rồi em lên mẫu khoác len nè mấy chị ơi, khoác len với em nha. Đó, len mà hàng bên em là len hàng len dệt kim hết, chất vải siêu đẹp luôn. Đó, trời ơi, lạnh rồi mua đầm len, áo len, khoác len, áo gió rồi mấy chị ơi. Đó, đó mấy chị thấy cái đầm len này em đang mặc dễ thương chưa, quá đẹp luôn. Đó, đầm len dệt kim nha mấy chị nha. Đó, vai phối caro rất là dễ thương luôn. Đó, có hai cái dây bục như thế này nha mấy chị nha, có hai dây bục như thế này nè, có hai dây bục như thế này nè. Đó, hai dây bục như thế này nè. Đó, đầm len này bên em có giá là 200, em xin lỗi, có giá là 320 nha. Hôm nay em đang sale với giá là 220 nè. Đó, đầm len này bên em có giá là 320. Đó, còn vài màu thôi, còn màu xanh, màu sáng và màu đen nha mấy chị nha. Em có còn 3 màu thôi. Đỏ đô em hết rồi nha mấy chị nha. Chỉ còn 3 màu thôi. Chỉ còn
Đỏ đô em hết rồi, chỉ còn 3 màu thôi nha mấy chị nha. Màu xanh rêu này, màu xám và màu đen nha. Đó, áo khoác gió hồi nãy là 200k sale với giá 129k nha chị Nguyễn Hương ơi. Thích em mặc lại không? Không, mình em lấy lại cho chị yêu xem nè. Đó, mấy chị thấy đẹp chưa? Phong dáng dễ thương chưa? Áo khoác len này, cái tà của nó dễ thương chưa mấy chị ơi? Mấy chị thấy cái tà áo dễ thương chưa? Đó, áo khoác len này bên em có giá là 320. Nhưng hôm nay em sale đồng giá là 220 nha. Em sale đồng giá là 220, em có màu xanh, xanh rêu như em đang mặc, màu xám và màu đen nữa nha mấy chị nha. Đó. Xanh rêu như em đang mặc, màu xám và màu đen nữa nha mấy chị nha. 320. Đó, hôm nay lẻ màu. Em sale đồng giá là 220 nha. Em sale đồng giá 220. Chị yêu nào thích khoác len thì comment cho em khoác len kèm màu kèm số điện thoại cho em. Khoác len kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Khoác len có 3 màu em ơi. Màu rêu nè, màu xám và màu đen nha. Màu đen em nha. Đó. Trẻ trẻ như mình thì mình nên, nói chung là cái màu nào cũng đẹp hết. Mẫu này thì trẻ mặc cũng đẹp, trung niên mặc cũng rất là sang luôn nha mấy chị nha. Đó, màu đen đây nha mấy chị nha, xem được có rõ không? Xem có rõ không mọi người ơi? Đó, mấy chị thấy phong dáng của cái khoác len này dễ thương chưa? Khoác len nha, hàng dệt kim cao cấp nha mấy chị nha. Ai mua khoác len này mình về che chắc phải 6 hoàn tiền luôn nè. Đó. Đó, hàng dệt kim cao cấp, bao giặt máy giặt, giặt máy nước cũng không có bị sổ, không có bị xịt nha mấy chị nha. Đầm này là 320 nè. 320 hôm nay chỉ còn vài màu thôi, em đem sale đồng giá là 220 nha. Đó, bằng sát với giá gốc luôn nha mấy chị nha. 320 hôm nay em sale đồng giá 220. Đó, mấy chị thấy vóc dáng dễ thương chưa? Đó, em có hai, em có 3 màu luôn, em còn 3 màu thôi. Màu xanh rêu này, màu xám và màu đen, màu xanh rêu, màu xám và màu đen nha. 320 sale đồng giá 220. Đó, chị yêu nào thích thì chốt cho em khoác len kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Khoác len kèm màu kèm số thỏ cho em nè. Đó, rất là dễ thương luôn. Đó, lứa tuổi nào mặc cũng đẹp hết mấy chị nha. Trẻ mặc cũng xinh, cái lai bầu rất là sang luôn nè. Em quay sâu cho mấy chị xem nè. Đó, 320 hôm nay em sale đồng giá là 220. 320 em sale đồng giá là 220. Em có 3 màu, màu xanh rêu, màu xám và màu đen nha. Màu xanh rêu, màu xám, màu đen, màu nào cũng đẹp hết nha. Đầm len dệt kim bao cho mấy chị giặt máy giặt cũng không có bị hư luôn nè. Đó, ai mua cái đầm len này về chắc phải len 6 em hoàn tiền cho mấy chị yêu luôn, yên tâm nha. Đó, 320 em sale đồng giá là 220. Đó, mấy chị thấy dễ thương chưa? Đặc biệt là hai cái túi hai bên dễ thương cực kỳ luôn. Mẫu này là mẫu mới nha. Hai cái túi hai bên dễ thương cực kỳ chưa? 320 sale đồng giá 220. Đó, ba màu xanh, màu xám và màu đen. Đó, ai thích đầm len, áo len này thì comment cho em áo len nha. Áo len kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. 320 hôm nay em sale đồng giá là 220 luôn. Đó, chị yêu nào thích thì chốt ngay cho em, quá đẹp quá xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Quá đẹp quá xuất sắc luôn, em sale quá rẻ luôn, sát với giá gốc luôn nha. Đó, còn vài cái em sale cho mấy chị yêu luôn. Đó, ngày mai không còn hàng này nữa đâu nha mấy chị nha. Quá đẹp luôn, cái đầm len em mặc cũng quá đẹp luôn. 250 nè, 250 em đang sale với giá là 169k nè. Hàng sốt nha mấy chị nha, hàng sốt nè. Hàng sốt vô sốt cái đầm len như thế này cũng 200 đến 300 nghìn trở lên á. 250 nè, em bán 250 hôm nay em sale với giá 169k thôi. Chị yêu nào thích đầm len thì chốt ngay đầm len cho em nè. Chị yêu nào thích đầm len thì chốt ngay đầm len cho em. Rồi em qua lại một ấu khoác nè mấy chị ơi. Rồi em qua lại mẫu khoác nè mấy chị ơi. Em qua lại mẫu khoác nè mấy chị nha. Rồi em qua lại mẫu khoác có tay viền nè mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, em qua lại mẫu khoác nè. Áo khoác bên em có logo rất là dễ thương luôn nè. Có cái logo rất là dễ thương luôn nha. Có cái logo hình chữ Z rất là dễ thương luôn. Có mũ đi nha, có mũ đi nha. Đó, áo khoác này là khoác gió hai lớp nha.
Fox này bên em có giá là 220 nè, 220 nha, em đang sale với giá là 159k nha. 220 em đang sale với giá 159k nè. Fox này em có hai màu, màu trắng và màu đồng nha quý vị nha. Fox này em có hai màu, màu trắng và màu đồng nha. Đó, màu trắng thì em đang mặc và màu đồng rất là xinh luôn. 220 sale còn 159k. Có hai màu, màu trắng và màu đồng. Hai màu, màu trắng và màu đồng nha quý vị nha. Thích áo khoác thì comment cho em áo khoác nha. Đó. Áo khoác 159k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Đó. Áo khoác 159k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nè. Áo khoác 159k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Đó. Áo khoác 159k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Màu em đang mặc là màu trắng nha mấy chị, thấy dễ thương chưa? Có cái logo nè, cái logo chỗ này rất là đẹp luôn. Ti kéo hình tròn dễ thương chưa? Rồi. Đó, tay viền nữa mấy chị nha, có mũ nữa nha. Có mũ nữa nha. Mẫu áo khoác chó này bên em có giá là 220, em đang sale với giá là 159k, hiện tại thì nó còn hai màu, màu trắng và màu đồng. Đó, ai lấy áo khoác thì comment cho em. Áo khoác 159k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nè. Áo khoác 159k kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Áo khoác 159k kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Có hai màu, màu trắng và màu đồng nha mấy chị nha. Có áo khoác 159k kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Có hai màu, màu trắng và màu đồng nha mấy chị nha. Đó, có hai màu, màu trắng và màu đồng nha. Đầm body nè chị Thúy Lê ơi, cái đầm body này quá đẹp, mấy chị không chốt cái đầm body này thì tiếc lắm luôn mấy chị ơi. Mấy chị thấy cái đầm len dệt kim body bên em đẹp chưa? Đó, đầm len dệt kim nha mấy chị nha. Thích sang trọng lịch sự thì kéo cái vai lên nè. Đó, kéo xích lan sang trọng lịch sự thì kéo cái vai lên, nó thành cái vai hình chữ vuông, nó thành cái cổ áo hình chữ vuông, rất là sang trọng lịch sự luôn. Mấy chị thích dễ thương thì kéo xuống xíu thì nó trễ vai cũng rất là dễ thương luôn nha. Ở đầm body dệt kim, đầm len dệt kim anh em nè. Đầm len dệt kim anh em nha, hàng sốt nha, 250. 250 nè, em đang sale với giá là 169k nha. Đó. Đầm này là 250, em đang sale với giá 169k nè. Đó. Mẫu này thì em chỉ còn màu đà thôi. Màu đà thôi, 250 em sale đồng giá 169k luôn nha mấy chị nha. Đó, ai thích mẫu này thì comment cho em nè. Ai thích mẫu này thì comment cho em. Đầm len kèm màu, kèm số đầm len kèm số hội cho em nha. 250 sale còn 169k thôi, hàng shop bao đẹp nha. Chắc len là len dệt kim nha mấy chị nha. Giặt máy nước bao vô tư, không có bụi sổ luôn nha, không có bị sổ, không có bị xịt luôn nha mấy chị nha. Đó, mấy chị thấy dáng đẹp chưa? Mẫu này trẻ vai cái dáng rất là đẹp luôn. Đầm len dệt kim nha, 250 sale còn 169k. 250 sale còn 169k nè. Ai thích mẫu này thì chốt ngay cho em đầm len nha. Đầm len kèm số điện thoại giúp em nha. Đầm len kèm số điện thoại cho em nha. 250 sale còn 169k. Thích thì chốt ngay cho em đầm len nè. Em qua mẫu áo khoác đến cường nè mấy chị ơi, em qua mẫu áo khoác đến cường nè. Rồi, em qua một mẫu áo khoác đính cườn, mẫu này rất là xuất sắc luôn. Áo khoác đính cườn bên em nè mấy chị ơi. Rồi, một mẫu áo khoác đính cườn bên em nha. Đó, đính cườn nè. Bao giặt máy giặt luôn nha. Nha bạn Trần Trân Chiều nha. Đó. Đó, mấy chị thấy mẫu áo khoác đính cườn bên em dễ thương chưa? Màu này là màu xanh nha. Mẫu này thì mẫu này là đắt tiền nha mấy chị nha. Mẫu này có giá là 230 nè, em đang sale với giá là 169k nha. Đó, mấy chị thấy cái hạt cườn mở sau lấp lánh dễ thương chưa? Mẫu này có giá là 230 nha, 230 đang sale với giá 169k nè. 230 em đang sale với giá 169k nè. Màu em đang mặc là màu xanh nè, có mũ nữa nha mấy chị nha, có mũ nè. Có mũ rất chi là rộng luôn á, mũ này rất chi là rộng luôn. Đó, mũ này rất chi là rộng luôn nha mấy chị nha. Đó, mũ khoác gió này bên em có giá là 230,
Nhưng mà hôm nay chỉ còn một màu xanh thôi nên em sale cho mấy chị với giá là 169k nha. Đó. Đó, mẫu này thông thường thì nó có rất là nhiều màu nhưng mà hôm nay nó chỉ còn màu xanh thôi. Đó, thông thường thì em bán với giá 230, tại vì nó đắt ở chỗ là tại vì nó có đính đá nha mấy chị nha. Nếu mà không đính đá thì giá nó mềm hơn, không đính đá thì giá nó mềm hơn nha. Đó, cái này đính đá rất là sang chảnh luôn. Cái này bên em bán với giá 230 này. Nhưng mà hôm nay chỉ còn màu xanh thôi em sale với giá là 169k nha mấy chị nha. Đó, em sale với giá là 169k nè. Đó. Sale áo khoác này 169k nha mấy chị nha. Đó. Sale áo khoác này 169k nha mấy chị nha. Có đủ size đủ số bao nhiêu ký mặc cũng vô từ nha mấy chị nha. 230 sale với giá là 169k nè. Đó, mấy chị thấy xinh chưa? Ai lấy khoác này comment cho em áo khoác nè. Áo khoác gì? Áo khoác 169k kèm số điện thoại cho em nha. Áo khoác 169k kèm số điện thoại cho em nè. Áo khoác 169k kèm số điện thoại cho em nha. Rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn. Đính đá, đặc biệt là nó sang chảnh, chỗ đính đá nè, logo đính đá hình ngôi sao rồi mấy chị nha. Logo đính đá hình ngôi sao này mấy chị thấy đẹp chưa, sang chảnh chưa? Đó, logo phía sau cũng đính đá hình ngôi sao nè. Logo phía sau cũng đính đá hình ngôi sao luôn nha. Đó. Logo phía sau cũng đính đá hình ngôi sao luôn mấy chị nha. 230 sale với giá 169k nè. Ai lấy khóa này comment cho em áo khóa 169k kèm số điện thoại cho em nha. Đó, còn vài mẫu này em sale cho mấy chị yêu luôn nha. Vài mẫu thôi em sale cho mấy chị yêu luôn, tối đêm nay luôn nha. Còn vài mẫu em sale cho mấy chị yêu trong cái bữa tối hôm nay, ngày mai hết hàng luôn nha mấy chị nha. Còn vài mẫu thôi em sale trong tối đêm nay là ngày mai mẫu đó hết rồi nha mấy chị nha. Quay lại một mẫu đầm len này rồi em kết thúc livestream này mấy chị ha. Em quay lại một mẫu đầm len bên em, đầm len body bên em, mấy chị thấy cái dáng len nó đẹp chưa? Đầm len body này, đầm len body bên em có giá 250 nha. 250 sale vòng 169k nha. 250 sale vòng 169k luôn. 250 sale vòng 169k nha mấy chị nha. Bé 91kg mặc ok luôn anh ơi. Mấy ký cũng vừa hết. To mặc size to, nhỏ mặc size nhỏ nha mấy chị yêu nha. Có đủ size, đủ số hết nha mấy chị nha. Rồi, đầm len em đang mặc trong người là 250 sale còn 169k nha. Chỉ còn một mẫu đó thôi nên mấy chị không tay nhanh tay chốt hàng tiếc lắm luôn. Em giới thiệu qua một mẫu á. Mẫu áo khoác gió này rồi em kết thúc livestream này mấy chị ơi. Có ai chốt hàng thì nhanh tay chốt hàng giúp em nha. Đó, mẫu áo khoác gió 3 lớp bên em, khoác gió 3 lớp bên em, một lớp trong là lớp vải, lớp giữa là lớp nỉ, lớp ngoài là lớp gió, siêu mềm mượt sờ rất là mềm tay luôn, không có bị thô, không có bị cứng nha mấy chị nha. Đó. Không có bị thô, không có bị cứng luôn nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn nè. Đặc biệt áo khoác này bên em có giá là 3 lớp luôn nha mấy chị nha, 3 lớp luôn. Nên mặc rất là ấm luôn, cực kỳ ấm luôn nha. Ai mua cái áo khoác này bên em mà vặt khăn ấm hay là che là nó mỏng hay là che là vải nó xấu, hoàn tiền gấp đôi gấp ba em cũng hoàn luôn nha mấy chị nha. Yên tâm khi mua hàng bên em nè. Đó, mẫu này bên em đang có giá là 200k, nhưng mà hôm nay em sale với giá là 129k nha mấy chị nha. Đó. 200k đang sale với giá là 169k nè. Mẫu này thì em có hai màu nha, màu xanh và màu tím nha. Đó, màu này là màu tím nè. Màu này là màu tím nha mấy chị yêu nha. Màu này là màu tím nha, màu tím đây. Đó, trẻ trẻ như mình đó thì mình chọn màu xanh, hoặc là trung niên hay lớn hơn xíu thì mình có thể chọn màu tím rất là đẹp luôn. 200k sale chỉ còn 169k thôi. Mấy chị yêu chốt nhanh tay chốt hàng rồi, một phút nữa thì em sẽ kết thúc livestream nè.
Đó, một phút nữa thì em sẽ kết thúc live stream. Nếu chị nhanh tay chốt hàng giúp em nha. Rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn, không chốt tiếc lắm luôn. Có cái mũ nữa nha mấy chị nha, có cái mũ phía sau nữa nè, em đội cái mũ lên cho mấy chị em nè. Đó, mình đội cái mũ là như thế này, mình gài cao như thế này đó. Rất chi là ấm luôn nha mấy chị nha, rất chi là ấm luôn nha. 200k em đang sale với giá 159k nè. Em xin lỗi là 129k nè. Em chỉ sale trong một phút cuối cùng nữa thôi để mấy chị nhanh tay chốt hàng rồi em kết thúc live stream này. Ở ngày mai không còn hàng nữa đâu, chẳng qua là chỉ còn vài cái thôi, em sẽ đem ra em sale cho mấy chị yêu luôn nha. Đó, mấy chị nhanh tay chốt hàng cho em để rồi một phút nữa thôi, em sale đúng một phút nữa thôi thì em sẽ kết thúc live stream nha mấy chị nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Mẫu này thì em có giá 200k, có hai màu, màu xanh và màu tím, có hai màu, màu xanh và màu tím nha. Hai màu, màu xanh và màu tím nè. Đó, 200k sale với giá 129k nha, 200k sale với giá 129k nè. Ai thích thì chốt ngay cho em áo khoác 129k kèm số điện thoại cho em để mặc màu tím cho mấy chị yêu xem luôn ha, màu tím cũng rất là đẹp luôn. Khoác gió 3 lớp, một lớp vải bên trong, một lớp nỉ chính giữa và một lớp gió bên ngoài nha mấy chị yêu ha. 200k em sale đồng giá 129k nha mấy chị yêu nha. Đó, mấy chị thấy màu tím đẹp chưa? Đó, trẻ trẻ thì mình chọn màu xanh trong trong xíu, mình chọn màu tím rất là xanh lâu, mua về tặng mẹ tặng bà rất là ý nghĩa luôn nha mấy chị nha. Tại vì nó có những ba lớp luôn, rất là ấm chứ không phải là hơi hai lớp mỏng tan đâu. Một lớp vải bên trong nè. Đó, một lớp nỉ ở chính giữa, một lớp gió ở ngoài, ba lớp rất là ấm luôn nha mấy chị nha. Đó, mấy chị thấy màu tím mộng mơ dễ thương chưa? Ai da trắng mặc màu tím rất là xinh luôn nè. Đó, ai da tím mặc à, đó. Bạn Trần Trung Triều chốt hàng đi bạn nha. Chốt hàng, chốt cả bảy kế về trước không lấy. Bom hàng rồi. Rồi đây nha mấy chị nha, màu tím đây nè, màu tím nè. Thích thì đậu có mũ vô nha. Màu tím nè, màu tím mộng mơ đây. Mấy chị thấy vải màu tím sang chưa, 3 lớp luôn à, 200k sale với giá là 159k nè. 200k sale với giá 159k. Ai thích thì chốt ngay cho em áo khoác 129k nha. Áo khoác 129k kèm số thoại cho em nè. Áo khoác 129k kèm số thoại cho em. Giới thiệu lại mẫu này nữa ha. Em giới thiệu luôn lại cái mẫu này rồi em kết thúc live stream nè mấy chị, chốt hàng nhanh tay chốt hàng giúp em nha, em chỉ sale à... Cùng mình cái ca đi hai vậy bọn chị hả, nghe một trộn ngang của live stream luôn. Em giới thiệu lại cái áo khoác này mấy chị nha. Áo khoác này bên em có giá là 220. Em đang sale với giá là 159k. Em có hai màu, màu đồng và màu trắng nha. Có hai màu, màu đồng và màu trắng rất là xinh luôn. Hai màu đồng và màu trắng nha. Cái này có hai lớp chất gió rất là mềm luôn. Có hai cái túi hai bên nữa nè. Đó, có hai màu, màu đồng và màu trắng nha mấy chị nha. Hai màu, màu đồng và màu trắng nha mấy chị yêu hai, rất là dễ thương luôn. Đó, áo khoác này bên em có giá là 220. Em đang sale với giá là 159k nha. 220 em sale với giá 159k luôn, khoác lại áo khoác len rồi kết thúc live stream luôn nè. Đó mấy chị nhanh tay chốt hàng, không chốt hàng thì tiếc lắm luôn, cực kỳ luôn. Khoác lại cái màu xanh này cho mấy chị yêu xem rồi kết thúc live stream luôn nè. Đó, chị yêu nào mà tối nay chần chừ mà không chốt thì tiếc lắm luôn, em nói thiệt. Em sale quá mềm mà chắc phải bên em quá đẹp, toàn là hàng sốt không nha mấy chị nha. Ai mua một cái áo này bên em về mà che chắc phải 6 hoàn tiền gấp đôi gấp ba cho mấy chị yêu luôn á. Đó, áo khoác này, áo khoác len mấy chị thấy dễ thương chưa, đẹp chưa? Dễ thương chưa, đẹp chưa? Áo này có giá 250 nha, em đang sale với giá là 320 nha. Áo này có giá là 320, em đang sale với giá 320 này. Áo này thì em có 3 màu, màu xanh rêu như em đang mặc, màu sáng và màu đen nha mấy chị nha. Đó. 320 sale với giá là 220 này. Khoác lên nha mấy chị nha. Đó, tà phía trước, tà phía sau là tà vuông, tà phía trước là tà tròn nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn, 320 sale với giá 220. Rồi, 320 sale với giá 220 luôn nha. 320 sale với giá 220 luôn. Đó, chị yêu nào thích ăn khoác lên thì comment cho em khoác lên kèm màu kèm số thoại cho em nè. Rồi, em giới thiệu hết rồi nha mấy chị nha. Rồi em kết thúc live stream nha mấy chị yêu ơi. Chúc mấy chị yêu có một buổi tối
tối vui vẻ nha mấy chị nha.